Bồng xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đi xem kênh Nông Minh với tôi nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Con chào bà cô chú. Con chào ông bà cô chú. Rồi chiều nay thì gia đình mình tiến hành làm bữa cơm chiều nha cả nhà. Thì hôm trước có hái được, cắt được 3 trái khóm ở trên vuông rồi, để hôm nay mình làm món ăn. Hôm qua thì mình không có nấu trái khóm. Úi trời. Hả? Có bự quá. Đây. Đây. Đó là cái gì? Cái dưới khen. Dưới khen, cô cho dưới khen thưởng cái gì? Thưởng gì mà cho dưới khen? Dạ, thưởng được con gấu bông. Gấu bông nữa hả? Gấu bông nữa đó hả? Thì giấy khen bề. Giấy khen đó là thành tích gì mà được thưởng vậy? Học giỏi. Gửi gì nữa? Gửi gì nữa không? Hết rồi. Hai miếng luôn mà. Hai miếng. Miếng học giỏi rồi miếng gì? Miếng con đi thi đó. Thì miếng chồng ngoan. Vậy đó hả? Bé năng khiếu vòng trường. Bé năng khiếu vòng trường. Quá giỏi trời, hai miếng giấy khen luôn. Phút hai miếng mình là rồi, có bé Thảo đâu? Không, không nói gì chứ. Chứ hai được một miếng thôi. Chứ hai có một miếng hả? Miếng đạt danh hiệu gì? Dạ, học sinh giỏi. Học sinh giỏi. Con cũng được học sinh giỏi luôn. Giỏi dữ gì hả? Dữ gì sao? Học sinh có cần thưởng gì không? Có cần thưởng cho con cái gì không? Thưởng được cái đó không hả? Đó là món quà khích lệ tinh thần đó. Dạ. Còn giải kia nữa, được cái bộ tô tượng cái nhất, cái giải nào giải gì mà được tô tượng rồi được những cái gì, ai được con gấu, cái con đổi lại đi, con đổi với bạn con phải vậy đó. Ủa sao đổi? Con cho ai đổi vậy? Cho con gì mà con đổi con đó? Con thỏ. Con kêu con đổi với con Quỳnh Anh á. À, đổi với bạn gái. Bạn Quỳnh Anh. Ý này con thỏ để cho bạn gái, rồi con là con cá đó mà. Dạ. Nàng tinh cá. Nàng tinh cá. Sáng nay thì gia đình mình cũng có làm được mấy ký cá lóc tươi cả nhà, cá lóc đồng. Thì sáng bồn cũng chia lại được cô ở chợ rồi đâu 3 ký cá lóc tươi mà được 10 cái đầu. Thì cái thịt thì mình làm khô rồi cả nhà, còn ít đầu này thì chiều nay mình sẽ kho lại. Kho với củ cải chứ, kho củ cải trắng. Kho ít củ cải vậy. Còn khóm thì mình sẽ nấu canh với thịt bò. Thường thì canh khóm nấu với cá, với sườn heo. Bữa nay mình nấu thịt bò bữa đổi. Hôm trước có một anh thì anh nói nấu với thịt bò lá lốt. Nhưng mà món đó thì thấy hơi lạ, với bọn tìm chưa thấy nên không có học hỏi được. Thì chưa thấy công thức. Còn cái món nấu thịt bò này thì nó đơn giản hơn. Khóm này thì cái màu nó rất là đẹp luôn cả nhà, trái nó bự nữa. Nó thơm, cầm với khóm nha. Cũng hên lắm, nó mới được còn được mấy trái chứ không thôi chuột cũng cắn rồi. Ông già cha mua đâu mấy cái cặp da gài mấy con chuột á, nó cũng giảm lại đường nít. Khóm nhà bẻ chín cây nó thơm. Còn khi mua khóm ngoài tao bẻ trước vài ngày nhiễm nó còn xanh. Trong ngọt không nè bò. Lứa ra luôn. Đặt nấu nồi canh này chắc nhất cái nát được quá. Nấu nồi canh này chắc ngọt lắm, ngọt. Ngọt lắm. Khóm thì ngọt, còn lát khỏi thêm đường nhiều luôn nè. Dạ, cho một ní đường thôi. Cho một ní đường hả? Đây thì mẹ lọc thêm ít rau sống để mình ăn kèm với cá kho. Cái đầu thì cũng được mấy cặp trứng nữa cả nhà. Thịt thì mình làm hết rồi, đầu nói chung thì cũng với còn bộ đồ lòng với cái đầu thôi à. Chắc cũng đủ chảo cá kho nhỏ nhỏ. Mẹ ơi. Dạ con. Ba luyện cho con ba diều nha. Ba diều thả diều. Ba luyện cho con thả diều. Tính đâu mà về kêu tặng quà, có lẩm với khen tặng quà rồi chứ. Nay không ai đòi tặng quà chứ ta. Cô tặng tôi nó bông rồi đó. Thảo rồi cũng không nghe đòi gì tặng nha. Khỏe nó này khỏe quá rồi. Khóm này chắc mình nấu 2 trái cũng đủ rồi, trái kia bự với thêm 1 trái dừa đó. Còn trái nhỏ này thì, ý trái bự này thì mình để làm cái gì làm, món khác. Để nay mai mình có chín nữa, mình dồn thêm mình xào cái gì mình ăn nữa. Dạ. Nha cha nó cũng gần chín nữa. Dạ. Đây tới mùa khóm là ăn mệt thôi. Nhóc.
đâu cá đâu. Nghe mùi nước mặn nó thơm. Thơm không? Dạ thơm. Nước màu thơm luôn hả? Lớp nước màu luôn. Được 10 cái đồng nha cả nhà. Cá lóc sớm làm thì con chắc tầm khoảng 300 đến 400 gram mà. Chứ nó cũng không có bự lắm. Tại cá lóc đồng tháng này thì cá bự cũng có nhưng mà nó hiếm. Cá tầm 300-400 gram thì nó cũng có mà cũng ít luôn. Không được. Đầu này mình là nấu canh chua cũng ngon lắm nè. Dạ, nấu canh khóm cũng ngon. Bột luôn. Gì con? Chú xíu cho con cái đậu cá này nha. Ờ. Con ăn thử. Con ăn thử hả? Thêm miếng nước mắm này. Rồi lát cho con. Dạ. Dạ. Hết củ hành luôn. Mấy mèo nó chửi được. Mấy mèo nó kêu. Kêu. Mèo. Để đây xíu cái thấm của mình nè. Xấy cho mình bắt mình kho. Mình nghe tới bụng rồi nha. Nghe mình tỏi nghe đây. Người ta làm món nào thấy cũng ngon lắm nha, mùi tỏi hết trơn. Cho cá vô. Kho lạc mình thử tỏi cho nó thơm, còn mình kho tiêu kho đồ mình khởi thử là nó cho nó đỡ ngán tỏi, đỡ ngán dầu. Ăn tới ăn đầu cá luôn. Ăn tới ăn đầu cá luôn. Chỉ cho mẹ phái. Mẹ phái cái đầu. Nó cũng béo. Ăn nó béo nó đỡ ngán thịt, mình nứt nốt cái xương cái mà cái mấy cái ức này nè, cũng thịt không à. Mà mấy con cá nhỏ này thì cái bộ đồ lòng nó không được nhiều nha. Không nhỏ. Được nhiều. Có mấy trứng hay gì ạ? Bữa mẹ làm mấy con cá mà tát đìa bữa hổm á. Yeah. Quá trời mấy bộ đồ lòng ngon hết biết, với mấy cái đầu mẹ luộc hèm ngon hết chứ. Yeah. Mấy cái đầu này mình luộc hèm này ngay luôn. Cái thịt thì để làm khô, cái đầu thì nấu canh. Bữa nay tiết kho. Bữa nay tiết kho. Mấy này cũng mưa rồi nắng với cái lượng cá hiện tại là mới có mưa chớm chớm, nhưng mà nếu như dài mấy năm trước á, mưa dưới đây là bắt đầu có cá rồi, nhưng mà năm nay thì bị hạn nhiều quá cả nhà, nên mới vừa mưa dưới đây nên không có cá gì chứ. Năm nay hạn cái gì cũng thất hết trơn. Dạ. Không được mua nước. Cá ngoài chợ bán cũng ít nữa, sáng được chừng 3-4 kg, 4-5 kg, rồi mua 3 kg làm trước rồi mai mốt mình làm nữa, tại nhiều khi làm nhiều quá cái nắng. Nó không có nắng á. Cấp này cũng sầu sầu. Bữa nay nắng hơi dữ. Dạ. Cũng ui ui mà nắng cũng khô. Nắng buổi sáng buổi chiều mưa cũng không sao. Mình phơi cũng được gần buổi. Nắng bữa nay khô tôm hết rồi. Tôm phơi về nắng cho thấy hàm hết biết. Đỏ ngon hết biết luôn. Sằng lên cái thấy nó ngon rồi. Sằng lên cái thấy nở nở cái đầu ra. Hổm giờ quá trời cô mua khô mẹ cô trong quá trời luôn. Chắc nói hả? Cô đợi hổm giờ nói khô chắc ngon lắm đây. Mà chưa biết sao nha cô. Chừng nào gửi tới tay cô ăn. Cô mua từ hồi bữa mà còn nằm viện ở chảnh đó mẹ. Rồi về mấy nay còn cũng hơi bận công việc rồi chưa có đi kiếm cá được á. Thì chưa có làm được. Cô cá bổi thì có sẵn, còn cô cá lóc thì không có sẵn. Cô cá lóc thường sẽ làm xong mình gửi luôn. Sáng, cá bổi thì sáng hai chuyển chị em với dựa làm mẹ nghe cái tay mẹ nằm không rồi mẹ không làm rồi hai chị em làm rửa chắc cũng cả có 3 kg mà rửa nửa phi nước. nửa phi nước gần rửa tới rồi rửa lui rửa tới rửa lui. Mẹ thì chỉ lặt vặt nhẹ nhẹ gì đây thì được. Dạ. Thì cái gì tiếp mấy đứa được gì đây. Dạ. Ngon rồi đó, mẹ thấy mẹ nở vậy ngon. Cho nước vô nước mắm vô, coi lạc lạc mình coi ít ít nước mắm rồi cho đưa cho nước vô luôn, lạc ăn một dẹp nước thì cho củ cải vô, củ cải vô sớm đặng cho nó chín.
Củ cải tháng này cũng không được đẹp lắm nha mẹ. Không đẹp, ăn thử miếng khớp nè. Ngọt thôi xài. Nó ngọt, ngọt chắc luôn. Ngọt chắc luôn. Hay khóm mình khóm thường mà nó cũng túa mặt luôn mà. Qua thì ngọt luôn. Khóm thì chế sẽ cho vô nước mình nấu cho nó ra cái nước ngọt đó cả nhà. Mẹ qua bệnh này chắc mẹ thận tay trái luôn á. Mẹ làm tay trái được cũng được rồi. Từ từ. Ừ. Nữa hết bệnh thận hai tay, tay trái tay phải gì là tay nào là không được. Mà tới lành thì cái tay bên kia cũng hạn chế làm rồi. Làm cũng nhẹ chừng 2-3 kg đổ lại chứ không không được quá 5 kg nữa. Mẹ bây giờ mẹ mà mẹ nằm ba mẹ thấy mẹ làm bình thường cho mẹ mừng hết biết. Sáng thức dậy rồi cái thấy không làm được cái thấy nó bực bội. Cái tay làm lật giặt mà không làm gì được thấy nó ngứa không chết. Gán không chết, gán trong ngày trong đêm cho nó mau. À trời trái khóm nó ngon. Có trái khóm nhỏ kia hơi xấu ha. Hơi xấu. Sao nó ngay cái mắt nó bị ăn gì á. Xấu nhưng mà mấy trái đó bao ngọt rồi, ít khi chua lắm, có hình như mấy... Cái vườn khóm mình thì cũng có trái này trái kia vậy đó. Mà có mấy trái dứa, hình như mấy trái dứa hơi chua, không biết năm nay chua không đây. Chứ ngọt nha, trái khóm nó ngọt mà trái dứa nó chua. Mày chế xay tỏi thơm, mình chế cho thịt bò với mình xào sơ. Rồi mình xào sơ nêm nếm nhẹ cho nên mình phải cho vô cái nồi khóm nó tắm. Bò miếng hay bự không? Miếng bự. Nè. Mà nó cũng teo teo luôn cũng vừa. Nêm vô ít chút ngọt. Cho mỏng đi chợ. Cơm nấu với thịt bò được không? Được không? Đó giờ có ăn cái này chưa? Chưa cái này làm kỹ. Có ai làm đâu mà? Ừ, cái này là xào, cái chắc không? Cái mình cho vô cơm ngon. Này nha. Sau con củ cải này thơm thơm, củ cải ăn cũng ngon lắm. Yeah. Cải mà kho là ngon. Quả vậy thì có mùi khóm nó thơm à. Vậy con. Dạ có gì đâu. Hạt mềm. Khóm này thường là mình sẽ nấu canh cá lóc nè, cá rô. Ngon nhất. Mẹ cá đối. Hôm giờ mẹ ước được có cá rô đồng mình đó, cái nấu canh có những khóm nữa. Yeah. Mùa này kiếm cũng hơi khó nha. Mùa này cũng có nhưng mà hơi hiếm. Năm nay ruộng quá trời nó khô rồi. Con lấy tấm thớt con cắt hồi gai cho mẹ đi coi thở. Mình cho vô cái nồi canh. Cho ớt vô được. Cái trứng ngon quá em ạ. Con thấy trên mạng hay chụp mấy cái hình mà trứng cá lóc nuôi bự 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 nè, cái kho tiêu thấy ngon ha. Lăn lên thấy ngon, thấy biết trứng cá chốt rồi đó. Trứng bự bự một có hành vô nữa cái thơm. Cái này nhà cha đau bao tử cũng ít ăn ớt rồi mình cho có màu thôi chứ không dám và bầm mà ốp gì chưa. Bên đây canh chín rồi chứ có cho người ra vô luôn. Hôm nghe thì cái canh khóm mà nấu với thịt bò này ăn cũng bổ lắm cả nhà. Nay thì vết thương của mẹ lạnh này ăn đồ ăn cũng bình thường rồi.
Mà hôm trước thì tại mình tự cử rồi chứ bên bệnh viện bác sĩ cũng không có cử nữa. Mình cử mấy cái món phong như cá biển nè, rồi mấy món nào mà dễ phong như gà nữa, rồi mình cử bớt. Nay ăn thịt bò tẩm bổ vô. Bữa nay ăn cũng hơi gai cũng được. Thương mẹ cắt chỉ cũng được 2 ngày vậy, 2 ngày lành hết. Bữa cơm chiều hôm nay thì gia đình cũng đã làm xong rồi. Cũng xin mời cả nhà dùng cơm chung gia đình mình luôn nha. Mời cả nhà dùng cơm. Mời cả nhà dùng cơm luôn. Mời cả nhà dùng cơm. Con mời ông bà con chú và con biết con mời ông bà ngoại, con mời ba mẹ, con mời út. Em mời chú hai dùng cơm với em. Rồi, quá giỏi. Con mời ông bà con chú dùng cơm với gia đình con. Con mời ông bà ngoại, mời ba mẹ, mời út dùng cơm. Rồi, ăn đi con. Mẹ, con chen nước nè. Chen nước canh. Có trứng không vậy? Quá trời trứng luôn à. Phú Quang trứng không? Trứng đâu, con không ăn trứng. Con không ăn trứng, nó không trứng đâu bà con. Trứng quá trời. Trứng cho ngoại ăn quá. Dạ, rồi ông ngoại cho bà ngoại rồi nè. Rồi Thảo, con chứ không? Ngay ăn cho bà ngoại bổ. Nên đây ăn cho bà ngoại bổ. Đồ bút nhịn luôn. Còn Thảo thì trứng ngay mồi thuốc à. Mồi thuốc à. Thuốc nó không có trứng này cá. Trứng cái gồ, cái chốt rồi đó. Béo quá Thảo à. Thuốc à. Mà ăn sớm à? Dạ ăn. Hồi nãy nghe nói rồi ăn thịt bò vậy mà. Để có ăn thịt bò không? Có. Có luôn. Dạ có. Dạ có. Đi mua thịt bò hỏi ăn thịt bò không là không. Không ăn hả? À, thịt bò không ăn. Cái nói thịt bò nấu với khóm. Dạ. Lộm. Lộm. Mê khóm dữ vậy ta. Mê canh chua rồi. Ừ, nắm. Đu cơm trước rồi. Đu cơm trước rồi. Ừ. Anh chào Phúc. Ngon. Ngon hết. Dắt xuống miếng khóm rồi. Dạ nhiều mà. Điểm đây. Dạ luôn. Được nhiều điểm. Dạ được 20. Dạ được 20. Bữa nay tròn ha. Chị bố đó mà ta. Tối nay mưa đêm. Mát quá à, chừng em mát à. Dạ. Mừng. Ấm ẩm thiện quá, bữa nay mát. Chở khóm mà chấm với tương cà à. Ngon. Phúc là kẹo hết thảy. Ăn miếng thịt bò coi sao. Ăn miếng thịt bò coi sao. Xin nhất chưa nhỉ. Cái ghê nó vậy. Thịt bò nó có gắn. Có gắn hả? Nãy giờ có ai cắn dai đâu. Cắn lần miếng thôi con. Nấu nó mềm rồi. Nãy giờ có ai thằng dai đâu. Cắn lần miếng nhỏ thôi. Cắn ít thôi. Dạ, mềm mà đó mềm mập. Vậy nó cãi con cắn bự quá, cái nó có đủ thời gian. Chứ mềm. Không á. Cái gì mà nấu với khóm thì nó không phải mềm mà. Vũ cơm chứ hết rồi. Vũ cơm chứ nó khóm non nó còn mau mềm nữa. Dạ. Khóm non nó có gì chua chua nó màu. Dạ. Mà khóm mình thấy bữa hôm trái trắng tươi còn non xèo, con cắt về cũng ngọt xớt à. Đâu có hậu chua đâu. Chuột mà đứng ăn cũng biết cái rồi. Dạ, chuột đứng ăn là đầu mùa giờ mình ăn cũng bộn rồi đó. Cách này có ăn rồi đó, cách này hết chuột rồi. Chà đặt gặp với cái hết chuột rồi. Nóng. Nóng ăn được không? Chút xíu. Bữa nay ăn thoải mái à, gió mát quá chị ngon luôn. Quá chị ngon. Dũng Bất mà ăn đồ nào bữa nay mà Dũng Bất khen cái là ngon dữ à. Hết được cơm. Ừ, hết được cơm. Quá chị ngon. Chút xíu cũng ngán à. Nhanh ngán. Ngon dữ không? Mời hỏi rồi. Dạ nóng hỏi. Đúng rồi, nóng ngon dữ không cả. Dạ ngon. Ủa, sao gấp không? Cho mình được không? Dạ Thảo. Không cảm ơn. Trứng à? Không cảm ơn được. Thịt bò tới mà nhai cái miệng chào. Ừ. Nhắm chung nước sớm mau mềm. Ừ.
Ngon vậy ta, chừng nào mới hết ngon. Ăn ngon hoài luôn. Ngon rồi, ăn mấy chén rồi. Thử có một chén rồi, có ngon quá rồi đó. Thử một chén ngon bị. Sao mấy lần trước ngon là ăn 2-3 chén không rồi, hôm nay yếu vậy? Hôm nay mắt ăn mồi. Hôm nay lát ăn mồi cơ. Ăn cơm ít. Trời nhớ cắm nát. Trời ơi, cơm. Nhớ hoài. Nhớ hoài vậy. Giờ bữa ăn món nào ngon ngon phải mua thuốc nè. Uống tay lưng, uống lưng sơ nhức nách. Chảo chống nãy thấy còn miếng nước khóm nữa. Ngứa quá. Ngứa gì? Phúc đằng ơi. Cho nó cao một chút. Ngồi nha. Cái tô hơi nóng lắm chút xíu. Mày nóng hả? Dạ, đổ vô con luôn. Nữa hả? Dạ. No nước à? Hấp nước không? Rồi, cầm cái chén này qua. Đẩy quá. Vậy mới là bổ cơ nè. Ok. Còn trước đây còn nó hút nước. Hấp hồi chắc no luôn á. Hút nước hơi con bỏ lại. Trời, nó ngon nhất cái nách gì đâu á. Nãy giờ nhất cái nách nhiều nhưng mà còn nhất cái nách hơn nữa. Nói chuyện cười chết luôn. Quá trời nhất cái nách luôn. Dở đồ đũa luôn, muốn hết được rồi. Nãy giờ nhất nhiều rồi mà giờ nhất còn hơn nữa. Nói chuyện cười chết thiệt hả? Có cần mua thuốc không? Không. Máu chất nấu canh khóm đi, không có ăn hoài luôn á. Còn trái mày nấu vậy thôi. Để vô nhà đó. Ăn thì ngọt hết miếng rách rồi nghỉ mới nghỉ à. Ăn nhiều quá chắc nhức toàn thân luôn. Nhức toàn thân luôn. Ông ngoại đi gài gặp chuột nấu với khóm luôn hả Phúc? Chuột nấu khóm luôn ha. Giữ à, món nó giữ. Món nó giữ à. Chuột hơi khóm ăn được cũng ngon á. Chuột hơi khóm. Gì chuột khóm ăn cũng ngon. Nhiều người ta nói chai trứng xèo luôn hả gì? Bầm á, bầm trộn bộ á. Bầm như xài với nhân củ sắn á. Cũng ngon bình thường quá. Giỏi vậy, em muốn đó thôi là. Ừ, ăn giỏi. Quá giỏi, bữa nay quá con giỏi. Thịt không? Thịt nào? Ừ, thịt mềm quá. Hút hút nước dữ rồi. Từ từ. Ừ, ăn miếng thịt giò, bò nhỏ con nhai được, con nhai nguyên cục luôn. Dữ rồi, nhai nguyên cục luôn. Lượt cục nhỏ nhỏ nó ăn được. Bự quá cái nhai hơi cất hơn. Thôi nghĩ ăn thịt bò rồi. Dài quá ăn hết nổi. Thế nghĩ ăn mà gấp để miếng. Ăn nhiều quá rồi. Đó. Thế là cho nó bự quá cái nó cắn không được. Nhai được nha. Nó là miếng miếng à. Liền xèo. Miếng cục. Mà bữa đứng gió mà bữa nay mà gió quá gió mát. Khỏe. Bữa giấc này là hầm lắm. Cũng mưa. Cũng mát á. Mà mát mát. Mát dữ vậy.
cái khóm này chắc ở chợ bán 25 ngàn quá, chỗ đó không bận. Chỗ đó, mấy trái bữa không bán 17, 18 ngàn, cũng nhỏ. Chỗ cái nhận hết nè, hãy ruột khỏi tay. Một loại phun tím, có mấy bộ phun tím, nó gà cái mắt nó hơi tím tím, trái bự hơn khóm này. Nó cái khóm này, chắc bự nó bắt đầu của em. Đồng thân, đồng thủ. Nó không có dọn cái đầu dạ. Bằng hết hết đều cái khớp. Mắt nó nở đều hết. Làm gì nữa vậy không? Giỏi quá ta, hôm nay hết trước rồi. Nó không xin nữa không? Không hả, no à. Hút nước quá nhiều mà no à.